thì nên đeo cái này. Đó là khuyên chị, không phải là giảng đạo của gì, việc là về truyền tin chứ không phải truyền đạo, nhưng mà chỉ nhắc nhở thôi. Hôm nay này việc nhắc nhở chuyện gì đến thì cũng đã đến, mua lương thực dự trữ thêm đâu sao đâu, đâu mất gì đâu, đâu gì đâu mắc cỡ. Mình quê với thượng đế là cha của mình làm gì mình phải mắc cỡ. Khi nào mình bị ma, con cháu của ma quỷ nó gạt lâu nay rồi, hôm nay mình chánh kiến mình biết cái đó là trò ma mị của thế gian, thì mình quay về với cha mẹ mình, cái đó là điều rất là tốt, cha thương mẹ thương chứ đâu có gì đâu mắc cỡ. Những thầy những tăng lâu nay cứ cứ nghe theo sư phụ mình, rồi sư phụ mình tịch nghe kinh điển thì bị thần tú thay đổi, thì hôm nay mình biết được là mình cũng vẫn tu đại thừa, mình cũng vẫn đọc tam đại tạng kinh, rồi mình biết thêm thượng đế đâu có sao, chứ đâu có giống như những phật tử ở ngay cái vùng của Thiên Long Sơn này thấy kiệt còn hơn là thấy quỷ. Mình quay mình nói lời thật, tại mấy nghìn năm mấy trăm năm kinh điển Phật giáo bị sai lạc, hôm nay Kiệt nói lại những cái gì sự thật và đúng thì họ không tin. Thì Kiệt là người ở vùng này bị Phật tử chửi nhiều nhất đó, quý vị có biết không? Họ không có biết cha biết mẹ là ai hết, họ cứ nói Kiệt là đồ khùng đồ xàm mê tín gì đó, trong khi ngày hôm qua có clip Kiệt nói là 15 triệu rồi đó, đổ tiền vô để mà xây cái chùa cho họ tu, mà cuối cùng họ không có cảm ơn mà còn chửi. Tại đến giờ chót á, việc xây cái Thiên Long Sơn thì nó lại khác hơn cái ý tưởng của mấy thầy, mà nhất là mấy thầy ở bên kia gửi qua nữa thì càng quá khác. Nói như là Phật nói nhiều vòng vòng, hôm nay mình chủ yếu nói về cái chiến tranh thứ ba đang bùng nổ và sắp sửa xảy ra, và có thể nha, có thể nó sẽ ra lan rộng ra tới Á Châu, nhưng mà chủ yếu chính vẫn là cái thề Phoenix bữa nay chính thức khởi động là chìm. Thề Phoenix là mình vừa nói lâu nay á, là tất cả những cái ác trên thế gian, những cái của ma quỷ nó đặt xuống trái đất này sẽ đi vào quá khứ để trả lại cái trái đất này một thời thanh bình cho những nghìn năm về sau, mấy nghìn năm về sau, thời Phật Di Lặc. Thời đó con người không còn hung dữ nữa, không còn hơn thua. Cái này á, dành nhau có một chút đất ở Biển Đông, Tập Cận Bình dành có cái đảo, vậy mà đánh nhau quá trời, tốn cả hàng nghìn nghìn tỷ. Những thập kỷ về sau, những năm về sau sẽ không còn nữa. Mình đã quá bị cực rồi, 2 năm Covid cộng lại với kinh tế Sài Gòn bây giờ không có công ăn việc làm, tiền bạc nghèo nghèo thêm, đói đói thêm, giàu thì cũng không có xài tiền. Nếu bây giờ mấy người đại gia Việt Nam giàu á, mà giờ muốn ăn ngon hay là có một chỗ đi chơi thoải mái cũng sợ nữa, sợ dính Covid, cho nên người có tiền cũng như người không có tiền giống nhau. Cuộc sống xáo trộn thay đổi, nhân loại rất là thay đổi rất là nhiều. Những nghìn năm về sau, con người mình không có hơn thua tranh giành lặt vặt lúc chuyện là như thời nay nữa, thì lúc đó đó thì cũng không còn chuyện để làm nữa. Tại ngày xưa mấy nghìn năm trước, thời trái đất này còn sự bất công thì cứ đầu thai tới đầu thai lui, thì đâu lúc mà đóng vai này lúc đóng vai kia, cũng giống như một tài tử đi đóng phim gì đó quý vị, nó không có khác gì hết. Kiệt biết nhiều kiếp của Kiệt lắm, những kiếp mà nghe là quý vị sẽ không bao giờ tin, mà hôm nay có nhiều người dẫn lại Kiệt á, nhưng mà họ đâu có biết, còn gặp mặt đó thì chửi, tưởng đó thì cứ lại. Cho nên con người của mình nhìn thấy giống như một trò hề, không có khác gì hết. Có những lúc ngồi thăm trên cha mẹ mấy anh chị xuống,